Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chùa Phật Quang của Thích Trân Quang sẽ bị tháo dỡ những công trình xây dựng không phép. Ngày 28 tháng 8, AFA tiếng Việt loan tình các công trình của chùa do ông Thích Trân Quang trụ trì sẽ bị tháo dỡ vì xây dựng không phép. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào ngày 28 tháng 8 cho báo chí nhà nước biết về kế hoạch cưỡng chế 35 công trình xây dựng không phép của chùa Phật Quang do ông Thích Trân Quang trụ trì tại địa phương AFA cho biết, chùa Phật Quang, trước có tên là Thiền Tôn Phật Quang, đã từng bị cơ quan chức năng thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Thanh tra xác định có 36 công trình xây dựng, trong đó 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ, nhưng chùa không thực hiện. Và đây là hình bản tin trên AFA. Ngoài ra, thanh tra cũng xác định, chùa được xây dựng trên diện tích hơn 25.000m2, bao gồm phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá dở, sử dụng sai mục đích. AFA dẫn báo chí nhà nước cho biết, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đang lên kế hoạch để tháo dở 35 công trình này, nhưng không nói thời gian cụ thể khi nào. Chùa Phật Quang chỉ có một công trình duy nhất được cấp phép là xây dựng và sửa chữa chánh điện trên diện tích 228m2 nhưng thực tế chùa đã xây dựng trên diện tích 445m2, hiện công trình này đã được tháo dỡ. AFA cũng cho biết, những ngày qua, nhiều báo trong nước và mạng xã hội đã liên tục đưa tin về các công trình xây dựng trái phép của chùa Phật Quang. Theo báo nhà nước, những ngày qua, tại cổng chùa Phật Quang, rất nhiều người đến để livestream chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, nhiều người đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim, chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên chùa với lý do đang hạn chế người để tổ chức khóa tu sẽ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Theo AFA, vấn đề về các công trình xây trái phép ở chùa Phật Quang được khơi lại vào khi trụ trì chùa là ông Thích Chân Quang bị mạng xã hội và báo chí chỉ trích vì những bài thuyết giảng trên mạng phản cảm công kích sư Thích Minh Tuệ, một vị sư tu theo hạnh đầu đà, đi bộ chân đất khất thực dọc Việt Nam, tạo nhiều cảm hứng trong dân chúng. Và đây là hình thượng tọa Thích Chân Quang mà khác vẫn theo AFA, ông Thích Trân Quang cũng bị chú ý vì cáo buộc trên mạng xã hội là đã mua bằng tiến sĩ luật và có thể là cả bằng tốt nghiệp trung học. AFA nhắc lại vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm đối với ông Thích Trần Quang. Sau khi Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của Phật tử, người dân cũng như những thông tin trên phương diện thông tin đại chúng báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng Pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Những bài giảng này bị xác định là gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin vào Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Được biết, ông Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, là người tự nhận có quan hệ huyết thống với ông Hồ Chí Minh, do ông nội ông là con trai của Nguyễn Sinh Sắc và người vợ thứ hai ở Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng ỷ vào mối quan hệ này, ông Thích Trân Quang từ lâu đã có nhiều hành động phát ngôn càng rỡ, bị cộng đồng mạng lên án. Nhưng giáo hội và chính quyền vẫn thường xuyên làm lơ, thậm chí là bảo vệ ông. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và có lẽ có ai đó không muốn để cho những người ỷ vào gốc gác Nghệ An, gốc gác Hồ Chí Minh mà ra oai, thâu tóm quyền lực, nên Thích Trân Quang bị cho lên thớt, tế thận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Chùa Phật Quang của Thích Trân Quang sẽ bị tháo dỡ những công trình xây dựng không phép. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lịch sử cải cách ruộng đất bị giới trẻ hờ hững Ngày 26 tháng 8, BBC Tiếng Việt đăng bài Cải cách ruộng đất, lịch sử đẫm máu trong sự hờ hững hiện đại của tác giả John Wynne Nguyễn Hòa từ Mỹ. Tác giả cho biết, chính quyền Việt Nam dù đã thừa nhận sai lầm của cải cách ruộng đất, nhưng vẫn che giấu phần lớn sự thật lịch sử. Ở hải ngoại, đang có nhiều nỗ lực để đưa những trang sử bị chôn vùi này đến với các thế hệ công chúng người Việt. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, tại Bảo tàng Bonwer, miền Nam California, Hoa Kỳ đã diễn ra hội thảo mang tên Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam và di cư năm 1954, hai sự kiện thay đổi lịch sử Việt Nam hiện đại. Tác giả cũng cho biết, triển lãm và hội thảo này do Bảo tàng Di sản Người Việt, Trung tâm Việt Nam, Trung tâm Việt Nam Đại học Texas Tech và Trung tâm Việt Mỹ, Đại học Oregon đồng tổ chức. Người thực hiện phần lớn nội dung của triển lãm và hội thảo này là giáo sư Alex Thái Võ, từ trung tâm Việt Nam, Đại học Texas Tech. Theo tác giả, điều đặc biệt trong nghiên cứu về cải cách ruộng đất của giáo sư Alex Thái Võ là các kết luận được rút ra từ chính tài liệu của nhà nước Việt Nam, dân chủ cộng hòa miền Bắc Việt Nam. Giáo sư Alex Thái Võ đã phát hiện lá thư của viên cố vấn Trung Quốc là Quý bà, người cố vấn cho Đảng Lao động Việt Nam về cải cách ruộng đất. Ông cũng có trong tay một bức thư khác, chứng tỏ cải cách ruộng đất cũng được sử dụng để khuyến khích thanh niên nông dân ở miền Bắc đăng lính và đây là hình quan cảnh buổi hội thảo tại Santa Ana. Tác giả cho hay, điều này từng được nhắc tới trong hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, trong đó ghi lại sự sung sướng của người bộ đội đang ở chiến trường và nghĩ về gia đình mình đang được chia ruộng đất ở hậu phương. Tác giả dẫn nghiên cứu của giáo sư Alex Thái võ rằng, số người bị giết trong cải cách ruộng đất là hơn 170.000 người, trong đó có hơn 70% bị nâng thành phần lên thành địa chủ cường hào ác bá dù chính quyền miền Bắc đã công nhận có nhiều sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhưng đảng Cộng sản vẫn cho rằng việc phát động cải cách ruộng đất là đúng. Theo ông Thái Võ, việc nhìn nhận sai lầm lúc đó là để đối phó với tình hình hỗn loạn của khối Cộng sản vào thời điểm Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev cầm quyền. Phong trào nổi dậy của công dân và trí thức tại Ba Lan và Hungary, chiến dịch trăm hoa đua nở tại Trung Quốc tác giả nhắc đến cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất vào tháng 9 năm 2014 do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức. Cuộc triển lãm dự định kéo dài đến hết năm đó, nhưng chỉ sau 4 ngày mở cửa đã đóng cửa. Viện lý do kỹ thuật và không mở cửa trở lại, dù chủ đề sai lầm chỉ được nói thoáng qua. Và đây là hình ảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất năm 1954 ở, ở miền Bắc. Tác giả tiếp tục cho biết, trong các tài liệu được trưng bày tại cuộc triển lãm ở Santa Ana có cả một số tác phẩm về cải cách ruộng đất do tác giả trong nước viết và xuất bản trong nước như tác phẩm Ba Người Khác của Tô Hoài, các tác phẩm của Tạ Duy Anh và tác phẩm gia đình của tác giả trẻ Phan Thúy Hà. Tuy nhiên, theo giáo sư Alex Thái Võ, giới trẻ trong nước hiểu biết rất sơ sài về cải cách ruộng đất vì không được công khai với dân chúng và sách giáo khoa chỉ nhắc đến sai lầm này trong vài dòng tối nghĩa. Tác giả đánh giá, trong vài năm gần đây, các giáo sư Vũ Tường, Alex Thái Võ cùng các đồng nghiệp trẻ là những người Mỹ gốc Việt nghiên cứu về Việt Nam đã có nhiều cố gắng liên tục tổ chức các cuộc hội thảo về Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, về Việt Nam Cộng Hòa nhằm mục đích truyền lại những kiến thức lịch sử ấy cho thế hệ trẻ lớn lên ở Mỹ. Bước đầu đã có một số thành công nhỏ như đưa được vài chương trình về người Mỹ gốc Việt vào các học khu miền Nam California xuất bản được một số sách. Nhưng tác giả nhận xét, có lẽ khó khăn vẫn còn rất lớn vì những người Việt lớn lên ở Mỹ có những lo lắng, quan tâm khác về nước Mỹ, chứ không phải Việt Nam, huống hồ gì là lịch sử Việt Nam. Giáo sư Alex Thái Võ nói rằng, mục đích của các nhà nghiên cứu khi trình bày lại lịch sử không phải là để kích động sự hận thù, mà để nhìn rõ lịch sử như những gì thật sự đã xảy ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lịch sử cải cách ruộng đất bị giới trẻ hờ hững. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.